sự kiện Miss World Việt Nam 2022 là một cái sự kiện lớn đang diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, góp phần quảng bá hình ảnh cho thành phố Quy Nhơn cũng như là cơ hội quảng bá du lịch trong thời gian tới. Khách sạn Benvit Hotel Quy Nhơn là một đơn vị lưu trú dịch vụ khách sạn 3 sao, là mong muốn được đồng hành cùng với sự kiện Miss World Việt Nam với dịch vụ của bên khách sạn Benvit Hotel, với không gian thoáng mát thì sẽ mang lại trải nghiệm quý giá và những điều kiện tốt nhất sẽ mang đến cho World 2022 khi mà được lưu trú tại khách sạn Benvit Hotel Quy Nhơn. Đồng hành với các thí sinh trong những ngày vừa qua, tôi cảm nhận được cái sự sôi động của cái cuộc thi World Việt Nam 2022 đang lan tỏa khắp thành phố Quy Nhơn, cũng như là cái sự quảng bá đến khách du lịch trong và ngoài nước với khách sạn Benvit Hotel Quy Nhơn. Đây cũng là cơ hội để mà mình quảng bá hình ảnh khách sạn cũng như là dịch vụ của khách sạn Benvit Hotel Quy Nhơn đến với các khách du lịch trong và ngoài nước khi lưu trú tại khách sạn Benvit Hotel Quy Nhơn. Đối với cái Miss World, vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022 thì thay mặt cho khách sạn Benvit, tôi cũng xin chúc cho chương trình Miss World Việt Nam 2022 được diễn ra là thuận lợi và được nhiều thành công tốt đẹp.